cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay trên tay em đang cầm để gửi tới mọi người một sản phẩm. Đó chính là chiếc quạt dàn lạnh của Mazda 323 2001 và Forlaser 2001 đến 2003. Đây là một chiếc quạt second hand hay còn gọi là quạt bãi, tháo xe nguyên bản. Đây mọi người nhìn này, từ chiếc cánh quạt này và chiếc ốp quạt này và cái đường gen để dẫn ra ống nước của nó vẫn còn nguyên đa nguyên kiện. Đây là mã của sản phẩm và phụ tùng, cũng như là cái chiều hướng người ta đánh dấu chiều cánh. Đấy, anh em nhìn nó rất còn chất nguyên bản, chưa được hề sửa chữa gì. Anh em có nhu cầu tìm hiểu và tư vấn về tài sản phẩm thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bất chấp thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Em xin chào.